Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Điện Thoại Vui TV. Và video ngày hôm nay thì mình đã quay lại với cái chiếc iPhone SE. Và như tiêu đề thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 điều mà mình chưa hài lòng với cái chiếc iPhone SE 2022 này. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Rồi, với một chiếc điện thoại thì cái điều mà các bạn quan tâm nhất đó chính là vẻ bề ngoài của nó. Và với một cái thiết kế đã dùng khoảng đâu đó khoảng 5 năm rồi, từ thời iPhone 8 và đến bây giờ là năm 2022, và Apple vẫn sử dụng một cái kiểu thiết kế mặt lưng kính, khung nhôm, một camera ở mặt sau như thế này. Và trước đây khi mà cái chiếc iPhone SE này nó chưa được ra mắt thì chúng ta đã có những cái kỳ vọng lớn hơn. Nó có một cái kiểu thiết kế vẫn là một camera nhưng nó hiện đại hơn, mang cái kiểu thiết kế của iPhone XR. Hoặc nếu như Apple có thể dư dả hơn một tí, thương người dùng hơn một tí, thì chúng ta đã có một cái thiết kế của con iPhone 11 nhìn nó đỡ chán hơn với với kiểu thiết kế của con iPhone 8 như thế này. 5 năm rồi và đây là điều chưa từng có và chưa có hãng nào làm được theo cái kiểu này của Apple cả. Đến bây giờ vẫn sử dụng một cái kiểu thiết kế rất là cũ. Đây là điều thứ nhất mà mình chưa hài lòng về cái chiếc iPhone SE. Tiếp tục, sau khi mà mình đã ngắm nghía cái mặt lưng của nó rồi thì xoay sang mặt trước. Wow, một cái màn hình 4,7 inch mà mình đang wow không phải theo ý nghĩa là mình bất ngờ, mà là mình đã dùng một cái chiếc máy có màn hình tai thọ 6,7 inch con iPhone 12 Pro Max này. Và khi mà mình quay lại với cái con iPhone SE thì thực sự màn hình của nó rất rất là tù. Nó tù không phải vì nó 4,7 inch mà là vì nó có hai cái phần viền trên và viền dưới nhìn rất là dày. Và cũng như cái phần thiết kế của nó thì cái phần màn hình đó thì chúng ta cũng đã có một cái sự kỳ vọng lớn hơn. Đó chính là chúng ta sẽ có một cái màn hình lớn hơn 5 inch chẳng hạn, và có cái phần tai thọ. Và nếu như mà Apple họ không có cách để mà họ bố trí cái phần Face ID vào trong này thì họ có thể tích hợp vào một cái cổng, một cái Touch ID ở phần phím nguồn, giống như điều mà Apple họ đã làm trên những chiếc iPad Air vẫn rất là tiện lợi. Nhưng không, năm 2022 và chúng ta vẫn có một cái thiết kế chán như thế này. Và chúng ta cũng sẽ có một cái màn hình LCD. Và thực sự thì mình sẽ không có một cái điều gì bàn về cái chất lượng của cái màn hình này. Tại vì kể cả khi mà Apple họ cho cái chiếc máy này có cái kiểu thiết kế của 11 hay là iPhone XR đi nữa, thì Apple họ cũng sẽ không bao giờ trang bị một cái chiếc màn hình OLED dành cho một cái chiếc máy giá rẻ như vậy. Và cái điều thứ ba mà mình chưa có hài lòng với cái chiếc máy này đó chính là về cái phần cấu hình. Lý do tại sao mà mình không hài lòng về việc này? Đầu tiên đó chính là cái chiếc máy này sở hữu một con chip A15 cực kỳ là mạnh. Và cũng vì cái điểm mạnh này mà cái chiếc iPhone của chúng ta nó chỉ có cái mức dung lượng pin đâu đó khoảng trên 2000 mAh một xíu. Và nếu như mà các bạn sử dụng hết công suất của cái con A15 này thì dĩ nhiên cái máy của chúng ta nó sẽ nóng lên và tuột pin rất rất là nhanh. Đó là điều mà mình không thích ở cái phần cấu hình trang bị quá mạnh như thế này. Nếu như cái cấu hình này thì phải có một cái thiết kế mới lớn hơn, chứa được một cái viên pin lớn hơn đâu đó khoảng 3000 mAh chẳng hạn, thì may ra mới có thể trụ được và sử dụng được với cái con chip A15 này. Và cái điểm thứ tư mà mình chưa hài lòng với cái chiếc máy iPhone SE của chúng ta đó chính là về phần camera. Trên thực tế, nếu như mà các bạn nhìn vào một bức ảnh chụp ở trên cái con iPhone SE này thì thực sự cái chất lượng của nó rất là tốt ở trong tầm giá từ 12 cho đến 13 triệu. Tại vì nó đã sở hữu một cái cấu hình tốt của con A15 rồi, cho nên cái phần xử lý máy ảnh rất là nhanh. Tuy nhiên thì cái chiếc máy của chúng ta nó cũng sẽ chỉ sở hữu một số những cái tính năng của cái con iPhone 13 thôi. Ví dụ như là cái vuốt để tùy chỉnh những cái cảnh để mà các bạn có thể sử dụng nè. Đó, kiểu như chỉnh màu trước, kiểu như vậy. Và cái phần chụp xóa phông á, thì cái chiếc máy này nó chỉ có một cam, cho nên phần chụp người thì nó có thể xóa phông được một cách chi tiết nhất. Tuy nhiên về cái nếu như mà các bạn chụp cảnh vật á, thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái AI để có thể xử lý cái tấm hình này, cho nên nó cũng sẽ không có được mượt mà như là những cái chiếc máy sở hữu hai camera và sử dụng cái phần cứng để mà có thể chụp xóa phông. Và ngoài ra thì cái phần camera trước của chúng ta nó cũng sẽ không có quay được 4K. Đó, giới hạn của nó là như vậy. Cho nên là đây là điều thứ tư mà mình chưa hài lòng về cái phần camera của cái chiếc máy này. Và điều cuối cùng mà mình chưa hài lòng về chiếc iPhone SE năm 2022 đó chính là về phần mức giá.
Một cái chiếc máy nó có cái mức giá là tầm 12 cho đến 13 triệu đồng. Và thực sự nếu như các bạn lên Google search, ở tầm giá 12-13 triệu đồng chúng ta có vô vàn máy để mà chúng ta có thể sở hữu trong thời điểm này, với thiết kế đẹp hơn, màn hình ngon hơn, chụp ảnh cũng ngon hơn. Chúng ta có thể kể đến ví dụ như là một con iPhone 11 chẳng hạn, cũng ở cái tầm giá đó. Đồng ý là cái cấu hình của nó sẽ thấp hơn so với cái con iPhone SE năm 2022 này. Tuy nhiên bù lại thì cái con iPhone 11 điểm mạnh của nó là pin cực kỳ là trâu. Cái thứ hai đó chính là nó sẽ sử dụng Face ID. Mình không có bàn luận gì về cái phần Touch ID. Thực sự Touch ID ở thời điểm này rất là tốt với mọi người, tại vì là ai cũng sẽ phải đeo khẩu trang hết. Mà trên cái con iPhone 11 á, thì các bạn đeo khẩu trang các bạn sẽ không mở khóa được Face ID. Chính vì vậy chúng ta có một cái lựa chọn tốt hơn, đó chính là iPhone 12. Đó sẽ có một cái mức chênh là đâu đó khoảng từ 2 cho đến 3 triệu đồng nữa thôi. Thì chúng ta có một con iPhone 12 dùng Face ID vẫn có thể mở khóa được khi mà các bạn đeo khẩu trang. Đó, chúng ta có nhiều lựa chọn hơn rất là nhiều. Chính vì vậy đây là một cái chiêu bài để mà Apple họ có thể hướng người dùng đến những cái chiếc máy nó cao cấp hơn. Và đây không phải là lần đầu tiên Apple làm việc này. Apple đã làm việc này với những cái chiếc iPad. Khi mà có cái bút Apple Pencil 2 thì ngay lập tức những cái chiếc máy dùng Apple Pencil 1 đã không còn được hỗ trợ Apple Pencil 2 nữa, và mọi người bắt buộc phải mua một cái chiếc máy tốt hơn để chúng ta có thể sử dụng. Và nếu như mà nói gần hơn á, thì ở đây chúng ta có thể thấy các bạn có một cái con iPhone 13 512GB và nó có cái mức giá tương đương với một cái con iPhone 13 Pro 256GB. Và các bạn sẽ đưa ra cái suy luận rằng là ok, lên 13 Pro thì chúng ta sẽ có nhiều thứ nó tuyệt vời hơn. 13 Pro thì chúng ta sẽ có 3 camera nè, màn hình cũng xịn hơn, pin cũng ngon. Đó, các bạn có thể lên 13 Pro và các bạn đánh đổi lại là chúng ta sẽ lựa một cái bộ nhớ thấp hơn và phù hợp với mình dùng hơn. Đó, một cái kiểu như thế để mà Apple có thể hướng người dùng đến những cái máy nó cao cấp hơn. Và trên thực tế nếu như cái chiếc iPhone SE này, đừng nói ở thời điểm hiện tại mà thậm chí 3 năm nữa, Apple cũng chẳng bán được cái sản phẩm iPhone SE này. Mặc dù nó có hạ giá đến mức nào đi chăng nữa thì người dùng cũng sẽ quen với cái việc là sử dụng một cái chiếc iPhone có một cái màn hình lớn và phần màn hình tai thỏ. Chẳng ai sẽ mua một chiếc iPhone có thiết kế như thế này. Ok, và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Và mình không biết là các bạn có cảm nhận gì về cái chiếc iPhone SE 2022 thì các bạn hãy comment với mình ở phía bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh Điện Thoại Vui TV để ủng hộ mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.